Dạ sư, sư cho con hỏi có tên gọi cho tình trạng tâm bị đơ đơ chơ chơ hay không? Có một số trường hợp như sau: con bị chơ khi rải tâm từ bi hỷ, con không thấy mình rải tâm ra được các hướng khi hành thiền hay khi có dịp, ngay cả với bản thân mình. Khi rải tâm từ cho mình, con cũng cảm thấy rất là đơ. Con khó có thể cảm thấy hoan hỷ với các thiện pháp mình làm. Nếu có thì cảm giác đó vụt qua rất nhanh và nhạt nhòa trong tâm. Con cũng không cảm thấy hứng thú thật sự với phần lớn những gì mà mình ham thích trước đây. Trước đây có nghĩa là lúc trước không có mà bây giờ mới có. Ví dụ như quần áo, đồ đạc, và con cũng xin nói rõ là không phải tất cả gì những gì con tham đều bị đơ như vậy. Và với tình trạng đó thì có cách nào đối trị không? Vì con cảm thấy cuộc sống của con bị vô vị và hời hợt quá. À, con thấy đó có gì đó không ổn. À, thưa quý vị, cái chuyện mà tâm của mình nó khó mà có cái hỷ. Nếu như mà mình nói về cái nghiệp quá khứ thì có thể nha, sư nói là có thể, một trong những nguyên nhân có thể là kiếp quá khứ chúng ta làm thiện bằng cái tâm thọ xả, hoặc mình nói là một tâm dưỡng dưng, thì khi đó nó cho cái quả tái sanh là đời sau cái hỷ mình ít lắm, đa phần là mình cảm thấy nó trơ như vậy, nó dửng dưng. À, thành ra là chúng ta nên ráng khi mà mình làm thiện á, mình ráng có nhiều tâm hỷ vào, và nên phân biệt giùm nha giữa cái tâm xả và sự dửng dưng. Phân biệt tâm xả là như thế này, là mình có tâm từ với đối tượng, khi mà thấy người ta khổ mình mong người ta được vui, và khi mà nhìn thấy người ta thì mình cũng mong người ta được an lạc hạnh phúc. Tuy nhiên khi mà người ta được cái gì hay là mất cái gì, mình cũng ở trong một cái trạng thái bình lặng, là biết chúng sanh có nghiệp của mình, họ đang hưởng cái thiện của họ, cái quả thiện của họ, hoặc là họ đang chịu cái quả ác. Đó là tâm xả. Nó khác với cái tâm trạng gọi là dửng dưng máu lạnh, tức là mình thấy người ta có đau thương thì mình cũng chả chả có một cái xúc động nội tâm gì, thì đó là hai việc khác nhau, mình phải phân biệt cho được nha. Và nếu như quý vị hỏi là muốn làm sao để khắc phục thì sẽ có lời khuyên, một lời đề nghị, đó là chúng ta hãy nỗ lực tạo ra cái hỷ, tạo ra hỷ thọ đó khi mà mình làm các thiện pháp. Ví dụ như mình làm các thiện pháp đó, mình có sự chuẩn bị. Mình làm các thiện pháp bằng những cái vật phẩm cao thượng. Rồi khi mình làm đó, mình có sự chú tâm. Và khi làm đó, mình biết suy tư về cái phước báo của mình. Và mình có sự hồi hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Rồi mình có sự hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh. Thì những cái phương pháp như vậy đó, nó cũng góp phần làm cho chúng ta tăng trưởng cái hỷ. Ngoài ra đó, còn một cái việc nữa, đó là chúng ta nên thực hành những cái đề mục tùy niệm, ví dụ như tùy niệm Phật, suy tưởng về ân đức của Đức Thế Tôn, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, hoặc là tùy niệm Thí, tức là suy tưởng về khả năng bỏ đi, khả năng cho đi của mình đó, hoặc tùy niệm giới, là xem cái khả năng giữ giới của mình nó như thế nào. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta khéo là chúng ta sẽ có thể tăng trưởng những pháp thủy. Nhưng mà nhớ nha, cái xả đó nó khác với cái sự dẫn dưng. Và không biết sư Tuệ Tường có ý kiến gì về vấn đề này không? Thưa Đức, thưa quý vị, thì với câu hỏi này thì quý vị hỏi là có cách nào đối trị không, mà đối trị với ba trường hợp trên đó. Và quan trọng hết là vị ấy nói là con cảm thấy cuộc sống con bị vô vị và hời hợt quá. Thì ở đây là vị này nói là sống á, vô vị hời hợt, đây là một trạng thái tâm này, thì nó ở đây thì cái vị này nói nó khá chung chung. Tại vì
nếu mà nó có hai cái phương diện gọi là tích cực và tiêu cực, đúng không? Nếu mà nói về cái vô vị hay á, hời hợt á, mà tiêu cực á, đôi khi mình không mình mà cái phương pháp hành thiền của mình á, cái phương pháp mình đang theo đuổi á, mình phải xem lại, mình xem lại coi có đúng không, mình xem lại chính bản thân mình lại, mình coi cái phương pháp mình thực hành có đúng không, hay là cái người thầy của mình đó, bản thân người thầy dạy mình nó có đúng không? Không, đó là cái rồi mình suy xét suy tư kỹ rồi đó, rồi mình thực hành lại cho nó kỹ một lần nữa, đó là cái vấn đề mà sư nói là nó tiêu cực. Còn vấn đề tích cực á, ở đây á cũng có thể, sư nói là cũng có thể quý vị tu có thể là hiểu được pháp, và quý vị thấy cái cuộc sống này nó đúng như lời Đức Phật dạy, có nghĩa là nó giả tạm, nó không có gì mà đáng nhiên tiếc, có nghĩa mình sống với một trạng thái tâm xả, và tâm xả thì quý vị phải hiểu là xả này là xả thiện, chứ giống như để hiện tại nó, chứ không phải mình xả mà cái mình tâm xả ở xả mà mình đi với bất thiện, cái điều đó là quan trọng. Và sư cũng có lời khuyên là khi mà Đức hành tại có khuyến khích quý vị tu các đề mục thiền Samatha, thì nếu quý vị tốt hơn nữa, quý vị nên tu thêm thiền quán, có nghĩa là khi quý vị phải quan sát cái tâm mình, tại vì trên tinh thần thiền quán thì cho dù là cái vấn đề xảy ra trong cuộc đời quý vị nó là tốt hay nó là xấu hay nó là bình thường, thì nó cũng đều phải chịu chi phối bởi tam tướng, đó là vô thường, khổ não, vô ngã. Bởi vậy á, khi mà nói trong đề mục á, trong đề mục của thiền Vipassana tức là thiền quán á, là có đề mục tốt, đề mục xấu không? Là xin thưa là không có ạ. Tại vì nó tốt thì nó cũng bị phải vô thường, mà xấu á, nó cũng phải vô thường, mà bình thường, ngay cả bình thường nó cũng vô thường, nó đều bị chi phối bởi tam tướng. Cho nên là theo cái lời khuyên của Đức Hạnh Tuệ thì quý vị nên quý vị tu, nghe là tạm thời để gọi là cái giải pháp á, cái giải pháp gọi là cấp bách, là tạm thời mà nhanh nhất á, thì quý vị tu theo các đề mục mà để Đức Hạnh Tuệ hướng dẫn đó. Còn khi mà còn đi bán đơn sư thì sư chỉ gợi ý là nếu quý vị tu các đề mục đó, nó có được cái sự an lạc, nghĩa là mình gọi là mình tối trị nó hiệu quả rồi, thì mình tu thêm thiền Vipassana để mình hiểu được, nghĩa là các pháp đồ tốt hay xấu nó đều phải chịu chi phối bởi tam tướng, tức là vô thường, khổ não, vô ngã. Dạ, cũng xin kết thúc trả lời đây. Sư Tề Tường có nhắc là cái đối với một cái vị hành giả mà tới niệm xứ thì họ có thể họ trải qua một cái giai đoạn mà tâm của họ đó họ chẳng còn tha thiết cái gì nữa cả, mà chúng ta gọi đó là cái hành xả tuệ, là mình chẳng còn tha thiết một cái gì hết, nhưng mà nó mang tính chất tạm thời thôi, chứ nó không phải là một cái sở chứng. Nếu như quý vị hành thiền tứ niệm xứ thì quý vị sẽ trải qua cái trạng thái tâm đó, và sư nhấn mạnh là cái trạng thái tâm đó nó không phải là một sở chứng, bởi vì nếu như nó là sở chứng thì gọi là mình phải đừng có mất, hoặc là nó phải là một cái gì đó, nhưng mà nó không, nó chỉ là một cái trạng thái tâm khi mà mình hành thiền tứ niệm xứ mình sẽ kinh nghiệm qua, mình sẽ trải qua, mạnh yếu tùy người, lâu mau tùy người, nhưng mà nó dễ mất lắm, nó mất khi mà mình không còn hành thiền nữa, hoặc nó mất khi mà mình bị phiền não tấn công, ví dụ như là mình bị các dục như quý vị cái vị này vừa nói, có những cái dục mình không có mặn mà lắm, ví dụ như là ăn uống ngủ nghỉ, nhưng có thể cái dục nam nữ mang tính chất kích thích mạnh là vì đó lại mất cái trạng thái này, cho nên á, là mình phải cẩn thận. Thì như sư Tuệ Tường nói á, là mình xem lại coi, kiểm tra lại coi cái phương pháp thực hành của mình là phương pháp gì, đó là cái mà quý vị không có nói ở đây, là quý vị cái người hỏi á, là người không thực hành một phương pháp thiền nào hết,
hay quý vị đã có thực hành một phương pháp thiền nào đó và đó là phương pháp gì? Bởi vì các sư ở đây thiếu thông tin, cho nên là các sư chỉ có thể trả lời một cách chung chung. Đó là lý do tại sao mà sư không có cho cái chuyện là trình pháp online là vậy. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.